Tiếp theo là phần thu trực tiếp âm thanh của cái đàn Bose Buffer, một cái đàn với cái chất âm tối và rất sâu, rất là hay, đã được tái hiện lại ở trên cái cây đàn điện này, âm thanh rất là tuyệt vời. Mời các bạn cùng nghe.